Bộ phim này là sự chuyển thể từ các câu chuyện trong Kinh Thánh, những câu chuyện đã làm thay đổi cả thế giới của chúng ta và được cố gắng thực hiện dựa theo đúng tinh thần của nguyên tắc trong tập trước của Thánh Kinh Lược Truyện. Vào thuở khởi nguyên, Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên trời và đất. Adam và Eva không vâng lời Đức Chúa Trời, họ đã lén ăn trái cấm. Và rồi, kể từ khi Cain giết Abel, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy quá nhiều tội lỗi trong tấm lòng con người. Đức Chúa Trời đã cảnh báo cho tôi biết, Ngài bảo tôi hãy đóng một con tàu. Abraham, Đức Chúa Trời đã trò chuyện với ta. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến một quê hương mới. Ngài đã hứa rằng dòng dõi tôi sẽ đông như các ngôi sao trên bầu trời. Rồi bà sẽ có con. Tôi không thể. Với tôi thì đã quá muộn màng rồi. Bác Abraham, nơi đây không có đủ đất đai mà chúng ta lại quá đông người. Bây giờ chúng ta đường ai nấy đi bác ạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn chúng quá đông. Lót thì sao? Còn sống nhưng đã bị bắt thành tù binh rồi. Làm sao con có thể dẫn dắt cả một dân tộc? Khi mà thậm chí con còn không thể dẫn dắt được gia đình của mình. Hãy tin tưởng vào Chúa. Abraham, tôn giáo vẫn sẽ tiếp tục đến sâu đâu. Ngài sẽ hủy diệt nó sao? Cả thành phố này ư? Chẳng lẽ Ngài lại tiêu diệt những người tốt chung với kẻ ác hay sao? Abraham, vợ của ông đâu? Mặc dù bà ấy hiếm muộn, nhưng Sarah sẽ có một đứa con. Và ông sẽ đặt tên con trai là Isaac. Đức Chúa Trời muốn có một buổi lễ toàn thân. Chẳng lẽ con chưa cho Ngài thấy đủ đức tin của con sao? Abraham! Bộ phim Thánh Kinh Lược Truyện tập 2 xuất hành. Gần 400 năm sau thời Abraham, nạn đói đã buộc dân Israel rời xa khỏi miền đất hứa mà trôi dạt đến xứ Ai Cập. Tại đây, họ đã bị Pharaoh bắt làm nô lệ. Abraham và Đức Chúa Trời đã trở thành ký ức thuộc về dĩ dã. Cả dân tộc của Ngài giờ đây đã trở thành thân trâu ngựa. Ngoại trừ một người. Moses. Con không được đi đánh với nó nữa. Con không từ chối được mẹ. Anh ta là con trai của Pharaoh mà. Phim được chia sẻ tại hdnit.com. Hai đứa nó phải dừng đánh ngay. Moses không hề muốn đánh nhau. Chính con của phụ dương đã buộc nó phải đánh. Nhưng lúc nào hoàng tử cũng đánh thua cả. Mày có thể là đứa chị tao thương, nhưng tao sẽ là Pharaoh. Tao sẽ là thượng đế. Làm ơn đi, giao chiến với tao. Tao ra lệnh cho mày đó. Moses. Đủ rồi. Nó cần phải biết chỗ của nó chứ. Anh chỉ là người gây sự trước. Tao sẽ trở thành Pharaoh. Vậy thì tốt hơn là con nó bắt đầu xử sự cho giống một vị vua đi. Đây là sai lầm của phụ dương. Lẽ ra phụ dương không nên để chúng ta giữ nó lại chứ. Im ngay đi. Mày đâu phải là người của chúng tao. Ta bảo im ngay. Anh ta đang nói cái gì vậy? Tốt hơn là con nên nói cho nó biết. Con, đi với ta. Ừ.
Mẹ, nói cho con biết chuyện gì đi. Chuyện gì vậy? Moses, mẹ yêu thương con như con trai của mẹ. Nhưng con không phải là giọt máu của mẹ. Con sinh ra là một nô lệ. Bắt hết bọn nó ra đây. Phụ vương ta đã giết quá nhiều con trẻ, bởi vì người sợ rằng sẽ có một cuộc nổi loạn khi mà dân tộc của con thì lại quá đông. Dân tộc của con ư? Nhưng mẹ đã cứu con. Dân tộc con đang ở ngoài đó, Moses, là những nô lệ của chúng ta, là dân Israel. Con còn một người anh tên là Aaron và một chị gái tên là Miriam. Nhưng họ không giống chúng ta. Này con kia, làm mau lên. Đúng vậy, mày sẽ phải ăn đòn nhiều hơn. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời của Abraham và Ngài đã bỏ rơi họ. Bọn Israel rác rưởi, xin ông hãy làm ơn. Chạy đi, tôi sẽ giấu cái xác cho. Thưa hoàng tử, là bộ hộ mệnh của Moses. Chúng ta sẽ bắt hắn chứ à? Không. Cứ để hắn chạy đi. Bây giờ hắn không còn là mối đe dọa nữa rồi. Welcome. Chào mừng tới cuộc sống mới của mày, Moses. Bây giờ mày chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả. Núi Sinai, 40 năm sau. Dân tộc của con đang ở ngoài kia, Moses. Mày đâu phải là người của chúng tao. Họ sợ thường Đức Chúa Trời của Abraham. Lẽ ra phụ huynh không nên để chị ta giữ nó lại chứ. Và Ngài đã bỏ rơi họ. Tao sẽ trở thành Pharaoh. Moses, Moses.
I am here. Dạ, con đây. I am ta là God Đức Chúa Trời Abraham, của Abraham, of Isaac, Đức Chúa Trời của Isaac Jacob. Và Jacob. You are real. Ngài có thật sao? I am. Chính ta đây. I have ta đã nhìn thấy nỗi thống khổ của people. Dân ta. I am bây giờ ta sai con đến với Pharaoh để đem dân Egypt, ta ra khỏi đất Ai Cập. Nhưng làm sao con có thể giải cứu cho họ được? Bây giờ con đâu phải là một hoàng tử nữa. Con chẳng là gì cả. Ta sẽ ở cùng con. Với quyền năng của Ngài, con sẽ giải phóng dân tộc con. Ở Ai Cập, ngai vàng giờ đây đã thuộc về một người mới. Đối thủ ngày xưa của Môi-se giờ đây đã trở thành Pharaoh. Tạ ơn phụ vương. Rồi một ngày con sẽ có một đạo quân như thế. Một đạo quân thực sự. Làm nhanh lên. Vẫn không có gì thay đổi. Vẫn còn quá nhiều khổ đau. Này, tên kia, quay lại làm việc mau. Làm việc đi. Đợi đã. Xin đợi đã. Xin ông làm ơn, tôi sẽ lo cho ông ấy, thưa ông. Ông đang làm gì vậy? Muốn tất cả chúng tôi đều bị đánh hả? Ông là ai? Ông làm gì ở đây? Tên tôi là Môi-se. Môi-se. Ông là Môi-se à? Tôi cần gặp các trưởng lão. Đi theo tôi. Người đàn ông này tự xưng mình là Môi-se. Tên hoàng tử chạy trốn à? Ông đang bị truy bắt vì tội giết người đấy. Nếu ông đúng là người đó, vậy tại sao ông còn quay lại làm cái gì? Đức Chúa Trời đã sai tôi đến. Tôi ở đây để giải phóng cho anh em. Đức Chúa Trời đã sai ông tới à? Đúng vậy. Thiên Chúa đã sai tôi đến để nói chuyện với anh em. Anh em đã quên Đức Chúa Trời rồi sao? Cho dù anh em có quên đi chăng nữa, Ngài cũng không bao giờ quên anh em đâu. Còn nếu như mọi người ở đây đã quên Đức Chúa Trời, thì Pharaoh mới là vị thần mà chúng ta phải kinh khiếp đấy. Ông nghĩ rằng hắn ta dễ dàng để chúng ta đi vậy sao? Ai đã tạo nên địa cầu, đại dương và cả bầu trời? Ai đã tạo nên anh em? Pharaoh hay là Đức Chúa Trời? Ông bị điên rồi. Không, ông ta không điên. Đây là em trai tôi mà. Anh Aaron. Moses. Môi-se.
Đức Chúa Trời đã đến với anh trong giấc mơ. Ngài bảo rằng em sẽ trở về. Đây là Miriam, chị gái của em. Em trai, các con của chị đây. Gia đình tôi, dân tộc của tôi, dân tộc của chúng ta, dân tộc của Chúa. Tên Pharaoh già nua có lẽ vẫn còn thương mến ông, nhưng bây giờ ông phải đối đầu với con trai của hắn rồi. Tại sao Pharaoh lại muốn gặp ông cơ chứ? Hắn rất muốn gặp tôi nữa là đằng khác. Đức Vua có một đứa con trai, là người nói giỏi của trẫm. Triều đại của ta sẽ mãi trường tồn. Tại sao ngươi lại đến đây, Môi-se? Ngươi đến để cầu xin sự tha thứ à? Không. Đức Chúa Trời đã cứu lấy tôi cho một mục đích. Là cái gì? Tôi đến để yêu cầu Đức Vua hãy phóng thích cho dân của Chúa thoát khỏi ách nô lệ. Yêu cầu à? Hãy để dân tộc của tôi được ra đi. Ngươi vẫn luôn hiếu chiến, Môi-se à, nhưng ngươi không bao giờ biết được khi nào mình thất bại. Nếu Đức Vua thách thức Đức Chúa Trời, Đức Vua sẽ bị trừng phạt. Ngươi trở lại sau bao nhiêu năm trời chỉ để đe dọa trẫm thôi sao? Nói thử ta nghe, có phải chính vị Chúa vô hình của nhà ngươi sẽ trừng phạt trẫm không? Vị Chúa đã bỏ mặc dân sự của mình sao? Vị Chúa đã từ bỏ trách nhiệm, từ bỏ quá khứ, từ bỏ gia đình của chính mình sao? Hãy dạy cho chúng biết ai mới là Chúa. Ta mới là thánh thần, ta mới là Chúa. Môi-se, ông đã chọc giận Pharaoh rồi. Hắn sẽ trừng phạt chúng ta mất. Đừng làm mọi chuyện trở nên tệ hại thêm nữa. Đức Chúa Trời đã nói với tôi, Ngài sẽ buộc Pharaoh phải thả chúng ta ra. Nếu Ngài cần phải làm như thế, ta phải làm gì đây? Chị, anh trai, tất cả anh em, hãy tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Pharaoh đang ở đằng kia. Nếu hắn đã không thèm nghe lời ông khi ông chỉ cách hắn có 6 bước, thì tại sao bây giờ hắn lại nghe theo ông chứ? Rồi anh em sẽ thấy. Anh Aaron, hãy nhúng cây gậy của anh xuống nước đi.
kìa, Đức Chúa, máu ra khỏi dòng nước, đó là máu. Máu ở khắp mọi nơi, cả một dòng sông đầy máu. Ngươi không phải là Chúa, ngươi chỉ là kẻ phàm nhân thôi. Và chính ngươi sẽ để dân tộc ta ra đi. Tránh ra đi. Moses! Anh còn nghi ngờ sao, Jose? Cả cuộc đời tôi đã làm thân châu ngựa cho Pharaoh. Tôi sẽ không chấp nhận kiếp nô lệ này nữa. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ giáng 10 tai họa xuống Ai Cập để làm thay lòng đổi trí Pharaoh. Hãy để dân tộc tôi ra đi. Không. Châu chấu à, tránh chỗ đó ra. Moses, Pharaoh trả lời sao rồi? Chắc chắn bây giờ ông ta biết điều rồi chứ? Không, hắn lại từ chối. Lại nữa à? Hãy bỏ cuộc đi, Moses. Trước khi quá muộn màng, Đức Chúa Trời vẫn sẽ tiếp tục giáng tai họa cho đến khi Pharaoh phải dỡ ra mới thôi. Có chuyện gì sao? Sắp tới sẽ là tai họa cuối cùng. Sự chết đang đến gần. Mọi con trai đầu lòng đều phải chết. Không, nhưng không phải dành cho chúng ta. Tại sao ngài lại trừng phạt chúng ta? Sự chết sẽ không buông tha ai cả. Không, tại sao lại là chúng ta chứ? Tại sao là chúng ta hả? Hỡi các anh em, Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ngài, nhưng chỉ khi nào chúng ta làm đúng những gì Ngài đã bảo. Đừng làm đổ nhé. Mỗi ngôi nhà đều phải được đánh dấu bằng máu. Dân Israel lấy máu chim con mà bôi lên khung cửa nhà mình để xác nhận họ là dân của Chúa. Chúa Trời sẽ dõi theo chúng ta. Chúng ta đã hứa với Chúa rằng sẽ giải phóng mọi người. Vậy mà bây giờ Ngài lại đang mang cái chết đến đây. Ta phải tin tưởng nơi Ngài. Sắp đến rồi. Ta sẽ an toàn chứ ạ? Đừng sợ con trai ạ. Cha ơi con, Chúa có lòng thương xót mà con. Pharaoh đã không chịu lắng nghe. Vậy thì điều gì xảy ra cho dân tộc hắn đều là do hắn chuốc lấy. Tôi cũng đã từng xem họ là dân tộc của mình đấy, Joshua ạ. Sự tự do cũng có cái giá của nó.
Sự chết tìm đến mọi nhà của con cái Israel đã được bôi máu và bỏ qua. Sao? Tại sao bọn nô lệ Israel vẫn còn mạng sống, trong khi con trai ta lại phải chịu chết như vậy? Đứng dậy. Đứng dậy nào. Đi đi. Mau biến khỏi đất của ta và mang theo chúa xấu xa của các người theo các người đi đi. Chất lên nào. Chuẩn bị đi. Làm nhanh lên nào. Ông đã thắng, Môi-se. Chúng ta sẽ hoàn thành giao ước của Abraham với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ sống ở miền đất hứa. Và dòng dõi của ta sẽ đông như sao trên bầu trời. Con trai ta, làm sao bọn nô lệ có thể làm chuyện này được? Ta thề với con bây giờ và ngay tại đây rằng ta sẽ mang đám Israel đó về đây và bắt chúng phải xây cho con lăng mộ vĩ đại nhất chưa từng thấy trên trần gian này. Và thân xác của Môi-se sẽ bị chôn xuống làm nền móng. Tôi vẫn chưa thể tin được là Pharaoh lại để chúng ta ra đi. Nhưng thắng đã làm. Chính Đức Chúa Trời đã bắt thắng đây. Chỉ có kẻ điên dại để dám thách thức Chúa sau những gì Ngài vừa làm. Biển đỏ. Em trai, giờ ta làm gì đây? Em trai à, Đức Chúa Trời sẽ mở lối cho ta. Moses, tại sao ông lại mang chúng tôi tới đây? Đức Chúa Trời đã mang chúng ta tới đây.
Vậy Chúa sẽ nói gì về chuyện vượt qua biển đây? Quân Ai Cập trên đồi kia. Bây giờ thì Thiên Chúa của ngươi đâu rồi hả, Môi-se? Ta có được chúng rồi, chúng bị mắc kẹt rồi. Tiến lên. Chiến xa kìa, chúng tới đây rồi. Bọn Ai Cập. Đồ ngu ngốc, giờ ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ ở Ai Cập không có đất chôn hay sao? Mà ông lại dẫn chúng tôi tới đây cho chết hết hả? Đây là những gì ông làm sao? Chúng tới rồi kìa. Ta làm gì đây? Ta sẽ đi đâu đây? Chất mọi thứ lên xe đi. Con không thể tin rằng đây là kết thúc mà Ngài đã định liệu cho chúng con. Chúng con đã nhìn thấy Ngài mang nỗi khiếp sợ đến cho kẻ thù của chúng con. Ngài cứu chúng con thoát khỏi sự chết. Trời ở cùng chúng ta, hãy theo tôi. Ta sẽ đi xuyên qua biển. Tập hợp mọi người của ông lại mau, nhanh lên, nhanh lên, ta phải đi ngay. Mọi người mau chăm rút đi, nhanh lên. Hãy giữ vững đức tin. Cứ tiếp tục đi đi. Đừng sợ hãi, hãy giữ vững đức tin. Giờ đã. Đuổi theo chúng. Xe về đây cho ta.
Chúng đang tới kìa. Tự do rồi. Hỏi các bạn hữu của tôi. Hỡi dân tộc của tôi. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi ách nô lệ. Ta đã được tự do. Anh em đã đi một chặng đường dài. Tôi biết điều đó. Nhưng cuộc hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chúng ta phải tin cậy vào Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đi theo đường lối của Ngài. Môi-se lãnh đạo dân Israel đến núi Sinai, nơi mà lần đầu tiên Đức Chúa Trời đã nói chuyện với ông từ bụi gai bốc cháy.
Đức Chúa Trời đã ban luật pháp cho Môi-se. Bản luật pháp được khắc trên đá. 10 điều răn. Giô-suê, Đức Chúa Trời đã làm mới lại giao ước mà Ngài đã lập cùng tổ phụ Abraham. Giờ đây, chúng ta đã có luật pháp mới để chuẩn bị cho chúng ta tiến vào đất hứa. Nếu chúng ta ngay thẳng với Thiên Chúa, thì Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài, bồng ước của Abraham, tương lai của chúng ta. Con là tương lai của dân tộc Giô-suê à. Con phải chiếm được vùng đất mà Chúa đã hứa ban cho Abraham. Và dòng dõi của người sẽ đông như sao trên bầu trời. Tập tiếp theo trong Thánh Kinh Lược Truyện. Đức Chúa Trời đã mang chúng ta ra khỏi đất Ai Cập. Ngài đã hứa ban cho chúng ta vùng đất này. Sẽ sớm thôi, nó sẽ là của chúng ta. Ta phải chiếm được Jericho. Hãy mở đường cho chúng ta vào. Giô-suê, người dân trong thành kinh lạc cảm thấy sợ, vì họ biết rằng Ngài đang ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời đã rẽ nước cho Môi-se. Còn với ông, Ngài sẽ rẽ đá. Thành Jericho là của chúng ta. Nếu chúng ta dâng lời Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể. Israel. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bà một con. Sức mạnh của con là từ Thiên Chúa ban cho. Samson, con có nhiệm vụ phải đánh đuổi thần kinh lực ra khỏi đây. What would you have me do? Reject women I fell in love with just because she's a Philistine? We need to send these Israelites a message. They cannot take our women. Lấy những phụ nữ của chúng ta được để trả thù cho vợ tao. Nàng tên là gì? Tên tôi là Danila. Tại sao anh có được sức mạnh như vậy? Đức Chúa Trời ở cùng anh, Danila. Ngài đã ban cho anh sức mạnh. Nếu anh tắt mái tóc của mình, Chúa sẽ lấy đi toàn bộ sức mạnh của anh. Ngươi đã làm cái gì hả? Ai cũng đều có giá cả. Đức Chúa Trời của mày đã bỏ rơi mày và mang theo luôn sức mạnh của mày đi cùng ông ta rồi. Không, Ngài muốn ta tiêu diệt tất cả bọn mày. Tin được chia sẻ tại hdnit.com.